Hiện tại ban tổ chức đang cho cái thực hiện cự ly là 4 nhân 400 của nữ trung học cơ sở các bạn. Rồi tới nam trung học cơ sở rồi tới trung học phổ thông. Ai cho đổi trời. Nó chạy rồi kìa. Đúng rồi, tao còn chạy là xe qua là cản trở là bà Quy.
sao vậy rồi thì cản trở ba cản trở thế thi đấu của ta là anh Phạm Huy chứ. Ta chưa chạy qua mà anh đã ta chưa chạy qua mình, ta còn chạy sau lưng mình mà mình chạy qua mất ta là mình đi ra trước nhanh rồi làm đúng rồi. Chạy chậm tiếp rồi chạy Thank you.
mấy con nó có coi rồi ngay bước số 3 đi chứ đâu. Ông trò tao chưa tao bắt nó chạy ở đây nè, tao bắt nó đứng là không cho ra đó. Được các bạn. Tại xong chưa bỏ? Tại xong chưa? Chưa. Đây xong rồi mà. Không có quá hành. Vậy cũng được. Em không bị động. Cái đứa chạy chưa ạ? Chạy Nam chưa? Nam tới trước chạy chưa? Chưa. Nãy mới có Nam trường học phổ thông. Có nữ trường học cơ sở à. Tiếp sức Nam trung học cơ sở. Ô số 3. Nhanh lên Nhật ơi! Giết Vy ơi! Vy! Nhanh Vy ơi! Tính giờ đó Vy ơi! Còn tâm sao nữa? Giết chưa ơi! Giết! Giết! Về đẳng đi, chút lên xe. Ở đây về đẳng giữ được, chút lên. Để coi hình thức mới được. Thank you.
Cấp 2, cấp 3 trời. Cấp 3 nữa. Cấp 3 mà. Mặt mày chạy dữ quá ha. Thánh thần. Cho mà tự cãi gì. Chậm tới nữa bò không à, cái thằng đi đầu cũng đâu nhanh đâu. Ủa cái áo này giống áo Mỹ Hiệp quá vậy. Mỹ Hiệp bỏ rồi mà. Thôi khỏi theo dõi luôn. Có hai đội hả? Trung học phổ thông nữ. Rồi, một nhất một nhì. Rồi còn một đợt nữa xong. Cái lại. Ờ.